Sinh nhật Hà Nà. Hôm nay mình ăn thịt quay. Xin chào cả nhà nhá. Ăn cơm cùng ba mẹ con cả nhà ơi. Ăn cơm mẹ lấy cơm quá. Giỏi hả? Ngon không á? Ngon. Ngon không Ngọc Bách? Ngon. Anh hai ngon không á? Ngon. Làm mốc bang này. Hả? Hai anh em làm mốc bang này. Lửa chưa con?
Đấy, có mồm ăn được mà con. Em cái mồm ăn được mà con, cái mồm quấy lên rồi mà. Cho áo vai áo lên đây. Rồi mà mặc cái áo nữa con hay. Chuyện với các bà nhé con. Các bà ơi, hôm nay bà các bà ăn gì? Ăn là sụp gãy luôn này bà này, bà biết này. Ăn cùng mình cả nhà nha. Ngon. Đi học có bị khổ nạt lắm. Lấy cơm mày, lấy cơm hai đứa ăn. Nó ăn mặn. Anh đi nay nấu cơm hơi nhạo. Cơm ăn được không? Ăn đi con. Còn nhiều mà. Nhiều. Quá trời nữa. Này không quay không ngon bằng trước. Trước ngon hơn. Trước giá trùm chụp chụp luôn. Ngon quá à. Các bạn nhớ cho mình sẽ bẩn miếng dưa nha. Một cái lá cóc này. Lá cóc này. Chưa leo. Giúp cá. Xà lách. Các bạn chấp với nước mắm.
Anh bằng mẹ đâu? Cái bộ mới bộ ăn á. Mày bộ ăn. Mày bộ về ăn với ba mẹ con nha con nha. Mày bộ ăn với ba mẹ con nha. Bộ đi làm em ăn này. Bộ làm ở nhà ba mẹ con là từ làm từ ăn này. Ngon quá. Nay ăn bữa đá đời luôn á. Hả? Chưa giòn này. Béo thì ngon này. Ăn tặng đó, họ ăn tặng. Cho ăn nhanh quá. Ngon quá. Mẹ ăn được mãi nha. Ăn cãi nhiều mắt. Ăn cãi nhiều cả trong mắt. Mẹ. Mẹ cái trước bị sốt. Xong gì thì để hai cái lá giúp cá này đấm ra lấy nước mẹ uống. Xong mẹ hết sốt luôn. Gì thì mình cho nên lá giúp cá rất là tốt, rất là mát. Hạt chiêu nữa. Bỏ lá cả. Đổ cả. Rồi. Mẹ cứ chấm chấm. Mẹ quên cho con một cây cho con ăn thử mà. Cách mặt hai đứa, cách mặt luôn cả hai đứa. Ăn thì nhìn vô mâm chứ. Ăn vừa kỳ lạ đó.